Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của Học viện Nhiếp ảnh Quảng cáo Chim Kodo. Và đây là series Tội gì không hỏi, nơi mà Chim Kodo nhận và trả lời thắc mắc của mọi người về lĩnh vực nhiếp ảnh trong studio. Và lần này chúng ta lại tiếp tục đến với một câu hỏi theo dạng buôn chuyện nữa từ bạn Thảo ở Hà Nội. Thì bạn Thảo có hỏi rằng là: anh Chim ơi, thì anh có thể là chia sẻ với em một chút về cái con đường của Chim Kodo là đã đi như thế nào để đến được như bây giờ, và một số những lời khuyên dành cho những bạn mà mới hay là muốn tham gia vào lĩnh vực gọi là commercial photography. Xin chào Thảo, thì anh thấy là anh hãy kể sơ qua một chút về cái con đường của mà anh xây dựng Chim Kodo nó đến như bây giờ. Thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì là lúc mà anh về nước là năm 2013 ấy, thì lúc đấy thì cũng mấy anh em cũng trước khi mà về thì mấy anh em ở châu có ngồi lại với nhau bảo là thế bây giờ về Việt Nam thì chúng ta làm cái gì, bởi vì là rất nhiều anh em là muốn làm ảnh, nhưng mà muốn làm ảnh ấy mà lại làm một cách gọi là chuyên nghiệp, bởi vì phải chuyên nghiệp thì ta mới sống được. Cái nghề ảnh nó phải nuôi được chúng ta, chứ không phải chúng ta đi làm cái nghề khác để nuôi nghề ảnh thì nó chết luôn. Nên là anh chị em bảo là thế bây giờ ở Việt Nam thì có những ngành nghề nhiếp ảnh nào. Thì lúc đấy có ngồi viết ra rất là nhiều các cái ngành nhiếp ảnh. Mọi người thấy chúng ta có ảnh cưới đúng không? Ảnh cưới này, phóng sự này, rồi thì là gì nhỉ? Sự kiện này, rồi thì là phong cảnh, báo chí, có rất nhiều thể loại. Và sau đó ấy, thì mình có ngồi với cả anh chị em mà có liệt kê ra những cái ưu và nhược điểm của từng cái lĩnh vực nhiếp ảnh một. Và sau đó ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái lĩnh vực nhiếp ảnh nào mà nó phù hợp nhất với gì? Nhất là với khả năng tài chính này. Thứ hai là với gì nhỉ? Với cá tính, và nó hạn chế được các cái nhược điểm của chúng ta và phát huy tốt nhất các ưu điểm của chúng ta. Thì đấy là lĩnh vực mà chúng ta nên theo, bởi vì không phải là lĩnh vực nào, nhiếp ảnh nào chúng ta thích chúng ta cũng làm tốt đâu, nó cũng không hề như vậy. Có những lĩnh vực nhiếp ảnh nó sẽ yêu cầu những cái tố chất riêng chúng ta thích, nhưng mà chúng ta không có tố chất chúng ta cũng không thể làm nó tốt nhất được. Tất nhiên là khi mà chúng ta cố gắng chúng ta có thể làm được 6-7 đúng không, nhưng mà chúng ta làm cái gì ấy, thì theo quan điểm của mình là mình muốn là khi mà chúng ta làm cái gì ấy, nó phải đến 8-9-10 cơ. Thì như vậy chúng ta thấy là rằng chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất kỹ đúng không? Nào thì 2013 thì mình về mình bắt đầu gọi là suy nghĩ về cái việc là chúng ta là sẽ chuyển sang cái ngành ảnh. Tuy nhiên lúc đó ấy, thì theo cái lời khuyên mà khi mình còn được học ở châu Âu ấy, thì mình đã dành ra năm 2014 để làm gì? Thì mình sẽ giữ cái việc của mình ở một cái quan nhà nước trong đẹp cái khoa. Và sau đó thì mình giữ nó ở mức ổn định thôi, tức là kiểu không gọi làm quá nhiều, chỉ làm để kiểu để gì nhỉ? Để có cái thu nhập vừa đủ sống thôi. Vừa đủ sống thôi nha, chứ không phải là kiểu đi sau giờ đi học, sau giờ đi làm xong đi chúng ta đi làm thêm tá lả cái thứ, không. Khi mà chúng ta đã xác định là chúng ta theo cái gì ấy, thì chúng ta phải bỏ hết để chúng ta tập trung vào một cái thôi. Thì cái 2014 thì mình đi mình học về nhiếp ảnh, làm về nhà nước xong ấy, thì ngoài cái thời gian đó thì mình về nhà thì mình làm gì nhỉ? Từ khoảng 5:30 chiều cho đến khoảng tầm độ 2 giờ đêm, 2-3 giờ sáng là mình dành hoàn toàn thời gian đó cho nhiếp ảnh. Có thể là khoảng từ 5 giờ cho đến 7 giờ không làm gì mấy, không chụp chặt gì thì mình sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ ngồi xem ảnh, ngồi đọc tạp chí hay là ngồi nghe những cái kiểu tutorial về nhiếp ảnh chẳng hạn. 7 giờ đến tầm 8 giờ thì ăn đúng không? Lên nghỉ ngơi 8:30 9 giờ lại bắt đầu từ 9 giờ tối cho đến tầm 2-3 giờ sáng. Và một năm giờ liên tục như vậy. Tất nhiên là trong khoảng một năm giờ như thế thì mình hạn chế rất là hạn chế những cái việc là đi chơi. Năm đấy là năm không đi du lịch đâu cả. Năm đấy thi thoảng cũng chỉ đi cà phê thôi, xem phim cũng rất hạn chế bởi làm gì có tiền. Thôi chiều đây lương chỉ có 3-4 triệu nó rất là ít. Nhưng mà chúng ta muốn làm một việc đó thì chúng ta phải hy sinh thôi. Và cái khoảng thời gian này sau này thì mình nhìn lại mình thấy nó là khoảng thời gian cực kỳ hữu ích. Bởi vì trong 2014 thì mình dành một năm chỉ để học và luyện tập. Thì lúc đó thì nó sẽ đẩy cái trình độ nhiếp ảnh lên rất là nhanh. Bởi vì học và chụp và thực hành liên tục mà. Thì đến năm 2015 thì mình khi mà đã bắt đầu có một cái vốn liếng tương đối ổn rồi, chụp tất những cái vật xung quanh mình là mình chụp cũng tương đối ok, lên được form, texture, thì shape rất là nhằng. Thì bắt đầu 2015 mình bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực với nhiếp ảnh. Và mình khởi nghiệp trong lĩnh vực nhiếp ảnh ở một cái căn nhà tập thể cũ ở trong Đại học Khoa Hà Nội. Và nó rất cũ luôn, diện tích nó cũng bé. Và nó nằm ở tầng 1 của khu nhà tập thể và nó rất là ẩm thấp. Nên là khoảng thời gian một năm ở 2015 ấy, ở Đại học Bách Khoa, cái căn nhà tập thể đó thì làm cái một năm cũng rất đáng nhớ, bởi vì nó là cái năm đầu tiên nơi mà các anh chị em bắt đầu gọi là những anh chị em đầu tiên của Chim Kodo đấy, bắt đầu gọi là niềm đam mê rồi ta xây dựng tất cả mọi thứ. Và tất nhiên lúc đó chúng ta thấy là chúng ta làm không vì tiền đâu, tiền sau này mới có, lúc đầu không có tiền. Chi phí nhân sự lúc đó thì gần như là Chim Kodo không có, bởi vì là làm gì có tiền đâu mà có chi phí nhân sự.
Thì lúc đó thì mình đã lựa chọn cái việc là mình sẽ hợp tác với các bạn theo dự án. Khi mà có dự án thì mình gọi thôi, chứ còn mình không nuôi nhân sự cứng vì là không có tiền. Và thứ hai là tiền thuê mặt bằng lúc đó chỉ khoảng tầm 4 triệu mỗi tháng thôi là có thể cover được. Như vậy thì tại thời điểm ban đầu, nếu mà chúng ta cũng có một ngân sách rất là hạn chế, thì thứ nhất là các nhân sự của chúng ta hợp tác theo thời vụ. Và thứ hai nữa là tiền thuê mặt bằng chúng ta thuê ở những nơi xa xôi hoặc là những cái nơi nào đó mà nó không yêu cầu quá nhiều về diện tích mặt bằng, gọi cho ngõ cũng được, không vấn đề gì lắm đúng không? Rồi thì chúng ta thấy được rằng là tại thời điểm đó thì mình bắt đầu là mình hợp tác, mình tìm một số những cái bạn mà biết làm bánh và yêu thích chụp ảnh ấy, thì mình mới đề nghị hợp tác. Thì ngày đấy có bạn stylist đầu tiên của studio là bạn Ly, thì mình với cả bạn ấy đã hợp tác và đã chụp ra rất là nhiều những cái bức ảnh bởi vì liên quan đến food photography. Và thông qua những bức ảnh đó thì sau khi mà chụp xong ấy thì mình đăng lên trên Facebook. Hồi đấy còn có Flick này, hồi đấy còn có Facebook này, Flick ở đấy cũng chưa xuống rồi. Thì mình đăng lên Facebook thì dần dần quá trình mà chúng ta đăng lên trên Facebook thì bạn bè chúng ta xem, bạn bè chúng ta sẽ biết là à cái ông này, cái bà này hiện tại đang làm một lĩnh vực food. Thì khi mà người ta có một cái ý tưởng, khi mà người ta có một cái dự án liên quan food thì người ta sẽ gọi thôi. Thì như vậy đấy là cách mà ban sơ khai ban đầu hầu như ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Mình có một cái sở thích nữa là sau khi mà mình chụp xong được, mình học xong được một cái, mình chụp ra được một cái gì đó ấy, thì sau đó thì mình sẽ lên trên blog của mình viết. Thì nếu mà mọi người có xem lại những cái bài blog từ 2013, 2014 thì mọi người sẽ thấy là nó rất là ngây ngô, nó rất là sơ khai. Bởi vì ngày đấy nó chỉ có thế thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là rằng là sau này 2017, 2018 chúng ta đọc lại ấy, chúng ta thấy là 2013, 2014 là chúng ta ngây thơ, chúng ta sơ khai ấy, thì đó là chúng ta đã đi được một quãng đường rất dài rồi. Và chính vì cái kỹ năng viết đó nó làm cho mình thứ nhất là gì, là mạch lạc trong suy nghĩ. Thứ hai là cấu trúc logic trong gọi là tổ chức làm việc nó tốt. Và thứ ba nữa là khả năng truyền đạt, bởi vì chúng ta thấy được rằng đấy, sau này khi mà chúng ta đi làm ấy, thì cái khả năng diễn đạt, truyền đạt và khả năng thuyết phục khách hàng là một cái khả năng rất quan trọng luôn. Nhiều khi là làm xong làm đẹp mà không nói, không ok thì cũng toi thôi. Và chúng ta thấy được cái là nhiếp ảnh sản phẩm, chúng ta thấy được rằng là nguồn tài nguyên có rất nhiều xung quanh ra, chúng ta chỉ cần vào siêu thị thôi. Hóa mỹ phẩm, các loại Pantene, Sunsilk, Zuta là các loại luôn. Các loại dầu gội đầu, các loại nước xịt phòng rất nhiều. Rất nhiều các thể loại sản phẩm đẹp ở trong siêu thị, mua giá rất rẻ. Về nhà tự chế đồ hay là về nhà chụp với lighting, gọi là kit lighting thôi. Thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta sẽ không có lý do gì mà chúng ta thiếu đồ. Hoàn toàn là vấn đề giải quyết rất dễ. Vấn đề là chúng ta có chăm không thôi. Bởi vì là chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta tự học ấy, thì chúng ta phải rất chăm. Chúng ta phải học mọi lúc, mọi nơi. Và cái mà mình ấn tượng nhất với ngày xưa với cô chú mình học, khi học tiếng Anh ấy, cái thời mà còn chưa ai biết gì đến tiếng Anh ấy, lúc nào đến nhà ông ấy cũng thấy kiểu ông ấy đang nghe, ông ấy bật cái cassette lên trong kiểu tiếng Anh suốt ngày ấy. Không nghe đâu, nhưng mà chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải biến xung quanh môi trường của chúng ta hoàn toàn là những thứ đấy. Chúng ta xem ảnh này, chúng ta xem tutorial chụp này, chúng ta chụp ảnh này, chúng ta xem báo tạp chí, túm lại tất cả những thứ xung quanh chúng ta đều phải gắn với hình ảnh cả. Thì chúng ta mới lên trình mới nhanh được. Thì đấy là 2015. Đến 2016 thì mình đã chuyển sang bên Vũ Thạnh. Thì đây là cái cơ sở nó gọi là đầu chính thức đầu tiên, nó khang trang hơn, nó rộng khoảng tầm 100 m². Và khi này thì đây có lúc mà mình bắt đầu mình khởi chạy các khóa học liên quan đến photography for e-commerce này, photography for marketer này, rồi thì các khóa nhiếp ảnh cơ bản. Thì đây là cái giai đoạn mà chính thức là Chungudo bắt đầu phát triển rất là mạnh các cái phần về khóa học. Để làm gì? Vì thông qua khóa học ấy thì nó sẽ tạo ra một cái dòng tiền rất ổn định. Nó không quá nhiều nhưng mà nó tạo ra một dòng tiền rất ổn định. Và một khi mà chúng ta chạy một doanh nghiệp ấy thì cái dòng tiền ổn định là một cái rất quan trọng, vì nó sẽ giúp chúng ta nuôi sống nhân sự này, chúng ta trả tiền nhà, giúp chúng ta làm rất là nhiều thứ. Và dòng tiền đấy nó càng ổn định bao nhiêu ấy thì doanh nghiệp của chúng ta nó càng bền, nó càng vững bao nhiêu. Thì như vậy là đây là lúc mà Chungudo bắt đầu ổn định dòng tiền bằng cái mảng đào tạo. Còn tất nhiên cái mảng dịch vụ thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ kiểu nhảy, nó trồi sụt đúng không, bởi vì là cái theo mùa. Thì khi mà chuyển qua Vũ Thạnh ấy thì là lúc mà bắt đầu đào tạo nhiều lên và bắt đầu sẽ phải tuyển thêm nhân sự. Thì chúng ta sẽ có các bạn làm marketing, chúng ta sẽ có các bạn về chăm sóc học viên và chúng ta sẽ có các bạn trợ giảng. Và khi đó các bạn trợ giảng cũng chỉ là hợp tác theo thời vụ thôi. Thì năm 2016 thì là một năm cũng rất đáng nhớ, bởi vì nó là năm mà mình khai giảng rất là nhiều các khóa học mới. Và đây cũng là năm mà dần mà cái khóa tiền thân của khóa nhiếp ảnh thương mại ấy, là khóa e-commerce ấy. Cái khóa đấy nó chạy và nó chạy được khoảng tầm 30 khóa. Và mình đã rút được kinh nghiệm tương đối sau khi mà mình lấy nó thì mình xây dựng cho cái khóa nhiếp ảnh thương mại sau này. Thì đến năm 2017 thì mình chính thức mình chuyển về cái Hoàng Cầu hiện nay. Và đến nay là mình ở Hoàng Cầu được 3 năm rồi. Và kể từ khi mà chuyển về đây thì cũng là lúc mà cái khóa học nhiếp ảnh cho thương mại điện tử nó được đổi tên thành khóa gọi là nhiếp ảnh
nhiếp ảnh cho thương mại điện tử, nó đổi tên thành nhiếp ảnh thương mại. Và chỉ mình thêm một số các nội dung liên quan đến ảnh quảng cáo này, thêm một số các nội dung liên quan đến chụp mẫu, chụp mẽo này, thêm vào để cho nó có một bức tranh toàn cảnh về cái gọi là photography commercial, để cung cấp một cái nền tảng cơ bản cho tất cả những ai mà muốn bước chân vào lĩnh vực này ấy. Bởi vì khi mà mình bước chân vào lĩnh vực này thì rõ ràng là lúc mà bước chân vào thì chẳng có ai để hỏi cả, vẫn chẳng có ai để xem, mà chẳng có ai để kiểu đi theo cả. Nên là đấy là mình muốn cung cấp cho mọi người một, đặc biệt là những bạn photo mới ấy, một cái con đường và một cái gọi là nơi để mọi người thứ nhất là tập trung lại, và thứ hai nữa là để chúng ta có thể có được những bước khởi đầu tốt. Bởi vì mình đi dạy học khá lâu rồi nên mình biết được rằng là cái khởi đầu mà nó cơ bản, mà nó tốt ấy, thì giúp mọi người phát triển rất là nhanh. Thì như vậy chúng ta thấy là rằng là đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì Chingodo sẽ đã phát triển được 5 năm rồi, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là bây giờ thì mình đã bắt đầu mình sẽ phải thực hiện một số những cái thay đổi về mặt cơ cấu, về mặt tổ chức, về mặt khóa học, và sẽ phải lên những cái chiến lược dài hơi cho độ 2 này, 3 này, 5 năm tới, để làm sao đó thì cái mảng đào tạo ấy luôn luôn là một cái mảng support để giữ cho một cái sự ổn định của một công ty, làm sao đó để nó có thể, thứ nhất là nó tạo ra dòng tiền ổn định này. Thứ hai là một cái rất hay nữa là thông qua mảng đào tạo ấy, thì đó là một hình thức làm marketing và làm branding rất tốt. Bởi vì học viên của mình có rất nhiều các bạn làm marketing này, làm chủ shop này, rồi thì làm nhiếp ảnh, thì có rất là nhiều các bạn đến từ các lĩnh vực khác nhau. Và nó vô hình thì nó trở thành một cái công cụ marketing rất là tốt. Như vậy thì mình sẽ có một vài lời khuyên cho các bạn mới vào làm nghề như sau này. Đây là tổng rút lại dựa trên những cái gì mà thấm thía từ trước đến nay. Đầu tiên là một sản phẩm tốt. Nếu mà không có một sản phẩm tốt ấy, thì sẽ không bao giờ có Chingodo ngày hôm nay. Bởi vì lúc mình làm ra sản phẩm đầu tiên ấy, những sản phẩm đầu tiên thì đối với mình tại điểm đó là mình làm luôn luôn làm hết sức rồi. Có thể bây giờ nhìn lại nó không được đẹp lắm, nhưng mà tại thời điểm 2013 đó là hết sức cái khả năng của mình rồi nha. Và thứ hai nữa là tăng cường chuyên môn liên tục. Tăng cường chuyên môn liên tục thì nó sẽ là cái việc là một sản phẩm tốt ấy, nó sẽ là hệ quả của cái việc là tăng cường chuyên môn thôi. Tức là gì? Ngoài thời gian mà không có dự án ra ấy, thì chịu khó chụp đi, chụp nhiều vào, chụp đa dạng các thể loại, chụp tất luôn. Chúng ta không chụp tất cả các thể loại, chúng ta không biết là chúng ta mạnh ở mảng nào luôn. Nên là cứ chụp tất đi, có bao nhiêu sản phẩm chụp hết. Từ đồ bóng này, đồ trong này, cho đến đồ nhựa, đồ không bóng, đồ semi glossy, rồi đồ transparent, chụp hết. Nói chung là xung vào trong siêu thị có đồ gì mà nó đẹp đẹp ấy, nó lôi về nhà ra chụp. Thời gian đầu không cần chụp concept gì đâu, chúng ta chỉ cần chụp lên cho nó đúng form này, nó có ven này, nó lên được hình dạng, hình khối, nét những cái thứ màu sắc cho đúng là ok rồi. Cái mảng đấy mà chúng ta làm tốt, chúng ta đã làm e-commerce rất là tốt rồi. Tiếp tục là nếu mà có viết lách, nếu mà chúng ta nên tập viết lách, bởi vì là theo mình ấy thì ngày xưa mình văn mình rốt lắm, văn mình chỉ có 5 thôi. Nhưng mà chúng ta nên viết, bởi vì viết nó sẽ rèn cho chúng ta khả năng gì, khả năng kiên nhẫn và khả năng tư duy logic. Bởi vì viết là một hình thức gọi là chúng ta viết để chúng ta dạy lại cho người khác. Thì khi mà người ta đọc được, người ta hiểu ấy, thì chứng tỏ là cái tư duy trong đầu của chúng ta nó logic và nó tốt. Thì mình khuyên mọi người là tất cả chúng ta nên học viết. Và cái cách viết logic ấy, mình học được rất nhiều từ, không phải là từ một khóa học viết đâu. Mình học được cách viết logic là từ luyện thi IELTS. IELTS, cái bộ môn viết của nó cực kỳ hay. Nên mình khuyên là mọi người nếu mà chưa đi học IELTS, đi học đi. Bởi vì nó sẽ dạy cho mọi người cái cách tư duy và cách bẻ vấn đề rất là tốt, cái phân tích và cách nghị luận. Tận dụng tối đa công nghệ. Tận dụng tối đa công nghệ là ngay từ thời gian đầu ấy thì mình đã tận dụng rất là tốt các cái sự hỗ trợ về các của IT, các hệ thống chăm sóc học viên, rồi thì là marketing automation, rồi thì có rất là nhiều những cái hệ thống mà hiện tại với cái quy mô SME nhỏ ấy, nó miễn phí cho chúng ta nên dùng. Các hệ thống WordPress rất là dễ dùng, mã nguồn mở, web, nó có rất là nhiều các hệ thống mà có thể cho chúng ta được một cái công cụ rất mạnh, quản lý học viên này, rồi thì là các công cụ về marketing, chăm sóc khách hàng, có rất rất nhiều các công cụ luôn và nó miễn phí luôn. Chúng ta chỉ cần cài đặt lên và chúng ta dùng thôi. Nhân sự như mình đã nói nãy rồi, nhân sự ban đầu ấy thì do là chúng ta chưa có nhiều tiền ấy thì chúng ta chỉ trả cho dự án thôi, và luôn luôn là chúng ta phải hợp tác đôi khi cũng có lợi. Portfolio của chúng ta đẹp ấy thì mặt stylist cũng đẹp, stylist người ta cũng cần ảnh để đi người ta minh họa. Nên là bây giờ chúng ta có rất nhiều các hội nhóm, đúng không, thì chúng ta lên các hội nhóm, chúng ta xem bạn stylist nào, nếu chúng ta là photo, chúng ta xem các bạn stylist nào có khả năng lôi về đề nghị hợp tác. Và tất nhiên là chúng ta phải chủ đề đẹp một tí thì lôi người ta về, người ta mới kiểu người ta mới hào hứng ha. Tiếp tục là biết điểm mạnh và điểm yếu. Biết điểm mạnh và điểm yếu để chọn ra hướng đi tốt nhất, đây là cái cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì khi mà mình bắt đầu lĩnh vực này ấy, thì mình thấy là mình hoạt động không tốt ngoài trời nắng vì rất là nóng,
nên là mình lựa chọn cái lĩnh vực ở trong nhà. Và trong nhà thì có rất là nhiều 1, 2, 3, 4, 5, 6 thể loại. Và mình ngồi mình vạch ra xem là thể loại về product cần gì này, fashion cần gì này, portrait cần gì này, rồi thì là jewelry cần cái gì, food cần cái gì. Thì trước khi mà biết muốn biết nó cần cái gì thì phải chụp thử đã. Thì sau khi mà ngồi vạch ra xong ấy thì mới lựa chọn cho mình một cái lĩnh vực mà phù hợp nhất với mình. Đấy chính là về sản phẩm. Vì tính mình rất là tĩnh, mình có thể vân vê một sản phẩm từ sáng đến tối được, không vấn đề gì. Và mình cảm thấy rất là vui về vấn đề đấy nên là ok, hợp nhất là về product. Còn hỏi là mình thích chụp phong cảnh không, mình có. Thích chụp cưới không, cũng hay. Nhưng mà mình nghĩ là mình làm không tốt lắm nên không làm. Hả? Tiếp tục, thời gian đầu có làm miễn phí không? Có. Thời gian đầu làm rất nhiều thứ miễn phí nhưng mà phải có credit. Tức là gì, khi mà người ta đăng bài lên ấy, thì người ta phải credit là photo là ai đấy. Thì đặc biệt không bao giờ làm miễn phí mà không có gì cả. Ít nhất là chúng ta phải có credit nha. Và chúng ta chỉ có hạn chế thôi, bởi vì là làm nhiều quá thì người ta nghĩ ngành nghề nó dễ nhảy bổ làm không tốt. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, sản phẩm tốt. nó lại là đi vấn đề từ đầu tiên. Phải có được một sản phẩm tốt và kỹ năng chụp chúng ta phải lên trước đã. Nên là trong một cái vlog trước mình đã giới thiệu mọi người là chúng ta phải gì nhỉ? Tăng cường chuyên môn cho đến khi nào chúng ta làm 4 ngày chúng ta sống được một tuần, đúng không? Như thế chúng ta mới đi làm mới được. Và đấy chính là lý do tại sao mình dành ra 2014 một năm chỉ để tăng cường chuyên môn thôi và chưa đi làm. Để chúng ta đạt được cái trình độ tốt, làm được sản phẩm tốt trong một khoảng thời gian không quá dài. Thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ một tuần để chúng ta có thể khôi phục năng lượng và có thể làm được các cái thứ khác. Tái tạo lại năng lượng, tái tạo lại cái sự sáng tạo. Thì như vậy là một vài những cái điều lưu ý như vậy. Sẽ có một số những cái lưu ý khác nữa khi mà ở trong một các cái vlog khác. Như các bạn hỏi rất là nhiều câu liên quan đến kiểu anh ơi có thể đặt công ty không, anh ơi kiểu freelancer có được không. Thì mình sẽ xin trả lời ở một cái vlog khác nha. Còn vlog này thì mình sẽ vừa mới kể cho mọi người về cái cách mà Chimcodo hoạt động. Và thứ hai là một vài cái điều lưu ý nếu mà chúng ta muốn bắt tay vào lĩnh vực này. Như vậy thì cái vlog của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Hy vọng là đã cho mọi người được một số những cái ý tưởng cũng như là một số những cái mường tượng về khi mà chúng ta bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này thì cần cái gì. Và nếu mọi người có câu hỏi gì cần đặt cho Chimcodo, mọi người có thể là đặt ở cái form phía dưới hoặc là mọi người có thể comment trực tiếp cũng được. Thì Chimcodo sẽ thu thập các câu hỏi này và sẽ làm các vlog để trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các vlog sau của Học viện Nhiếp ảnh Quảng cáo Chimcodo.